Bên kia nó nổi lửa, ngon ghê luôn. Cái nhất rồi hả? Cái nhất nãy giờ ha. Ừ, cái này cái nhất nãy giờ cả nhà. Chào buổi sáng tất cả mọi người. Lời nói đầu tiên, Nguyễn Thơm xin chúc mọi người có một ngày mới luôn an lành, vui khỏe và thành công trong cuộc sống. Thì hôm nay sau những cơn bão số 1, số 2 đã qua đi, thì mình với anh Vinh có quay trở lại với cái môn bắn cá cả nhà. Thì hiện tại bây giờ mình với anh Vinh đang có mặt tại Tân Hòa, là cái khu này, cái đường xuống biển Tân Thành đó cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái cảnh bắn cá cho cả nhà xem ha. Khi nào có cá mình sẽ quay cho cả nhà xem. Vô vô mở hàng cả nhà. Ủa lên cá cả nhà, lâu rồi mới thấy cá. Ờ rồi bắn chỗ độc vậy, bắn ngay xuyên ngay mỏ luôn, ngay mỏ luôn vậy đó, đâu ăn gì được, vậy là mình ăn nó luôn à. Ừ. Lâu rồi mới thấy được cá mà bắn được á. Mở hàng con cá cả nhà, rồi bắn thử cái sặc luôn ngay. Đúng rồi. Bắn mà cảm giác mà ô, dính tội trúng cá cả nhà, con cá sặc mà xíu bắn thử. Bắn mà cái cảm giác mà là coi như là không có gì là đụng con gì đó hả. Nhỏ nhỏ chứ bắn trúng trúng. Ờ lại thử thách ảnh này cả nhà, lâu lâu mình phải làm một phay pha rồi cho đẹp mắt rồi ha, chứ cá bự rồi bắn trúng là bình thường rồi. Lên cá cả nhà. Ừ. Tranh thủ bắn để cá chạy ra, mình không có kịp quay cái lúc mà bắn cả nhà. Như chỗ này nãy xe 2-3 chiếc đậu nữa. Ừ. Hư mũi hết ha. Phải. Lôi lôi cái mũi luôn rồi. Đúng rồi, lên cá nhà. Lôi cái mũi chạy luôn mà. Ừ. Ờ, còn cũng được chứ không Vinh? Ừ. Cà phê. Rồi lên cá đó. Ừ, cũng ba ngón bốn ngón được rồi. À. Rồi. Nguyễn Thông TV. Mai mới đăng. Bắn sớm về chỉnh sớm. Rồi. Cá giờ nó nhát lắm, khó bắn lắm. Mới lên mồi lắm. Đây đây Vinh, quay quốc đây nè, thấy không, thấy không, hả? Đó con chạy ra ngoài nó bự á. Ừ. Mày ngã ngửa rồi, cá lên cái nhà nhẹ nhẹ thôi, sợ mấy kia động chạy. Ừ, mấy kia còn nữa kìa. Ồ, lên cá cả nhà. Hôm nay bắn giấc trưa có khán giả coi nè. Tháo ra bắn tiếp anh Vinh, còn bao nhiêu con kìa. Ở nguyên quầy luôn á. Ừ.
dài nữa hết hả? Wow. Coi sảy á. Rồi, thấy cá. Thấy đúng rồi, nó chạy ra. Ở dưới vô cái cây á. Mới phát hiện được cái con cái xanh giòn nè ha. Chỉ thấy nó là bự nhất á. Dính vào mỏ hả? Rồi coi chừng dướng cái rau múa xúc ra. Dính cả nhà. Ôi ôi. Cá mọc lúc luôn ha. Đây lên cá cả nhà. Cả nhà thấy không? Xiên từ trên đầu xuống cái mỏ luôn. Rồi. Bỏ ướp lạnh lên. Bỏ ướp lạnh lên ha, trưa nắng quá ha. Rồi, ngồi xe bắn cả nhà. Lên cá luôn nha. Cá ngồi xe bắn lên luôn. Ủa, đây tuốt qua bên kia luôn cỡ mười mấy gần 200 mét luôn á. 15 16 mét được. Lên. Cá cả nhà. Cá nó bự. Kiếm cá bốn ngón tay cũng mệt rồi ha. Trời ơi. Con này hai ngón mấy ba ngón hả? Ba ngón tay. Ngồi xe bắn cả nhà bắn xa nữa. Trời ơi, nói chung là cá khan hiếm nha. Có vậy là vui rồi, nãy giờ mình được cũng được 7-8 con anh. 7-8 con mà. Trời ơi. Trúng nó quẩy luôn. Trúng hả? Dính không? Trời ơi. Sao à? Trúng hả không? Ông ấy lại gõ luôn kìa. Gõ. Đứng. Lôi lên luôn à. Lên cả cả nhà. Trúng không à? Chà không. Rồi nó lên bờ hết sảy rồi. Có sảy nằm bờ hả? Ghê là xa thuốc bệnh bắn vô luôn. Dưới nó chạy sao? Thiệt thủ rồi à chứ. Chứ hứa thủ không chạy, sợ thiệt thủ rồi à. Bắn trúng mà anh thấy anh nhảy lên rõ ràng luôn. Xúc ra là chắc lên bờ. Rồi, xúc ra cả nhà. Thôi quá mà tới bờ xúc không sao. Rồi có cả nhà. Lên tới mé bờ sảy. Cũng hên lên tới bờ sảy ha. Bởi vậy sảy nằm nóng sao. Kéo lên bờ được rồi đấy, hết kéo lên bờ được rồi mà. Đây. Kéo cứ thật luôn. Bắn ngày mình á. Nó nhảy vô phóng luôn. Kéo tép thịt luôn cả nhà. Rồi, dính rồi á. Lòi rồi, xuyên qua nó luôn á. Xuyên qua luôn. Lên cả cả nhà. Ủa sao nhìn dưới nó nhỏ nó bự ta? Bự, nó bự nhất trong đám. Mà nhìn lên dưới nó nhỏ ha. Rồi. Vậy vậy nãy giờ công trình mình canh là cả 10 phút là vậy cả nhà. Lựa bắn cá, bắn chứ không bắn bậy.
canh có cỡ vẫn là 10 phút á mới có bắn á, cá nổi là phải đợi. Ở khi bắn trúng cho con nhỏ con lớn nó chạy uổng lắm. Cộng hả? Thấy cái dây nó căng dữ vậy? Căng mà nó lôi cả nhà. Đó. Bắn xuyên qua luôn mà. Ừ. Trời ơi, con cá trọng. Con cá này, bự cá nãy nữa. Cá này cá. Cái nhất rồi hả? Cái nhất nãy giờ ha. Ừ, cái này cái nhất nãy giờ cả nhà. Canh. Nãy giờ rình mò dữ lắm mới được á. Ở đâu lạc lối đây vậy? Rình nó kiếm cá nó bự nhất trong bầy bắn. Đây đỡ cái nhà, con đẹp. Con này mập đúc luôn ha. Mập đúc luôn. Chanh lắm, con cá này chanh lắm á. Chanh cái nào cũng chết. Chết. Con cũng chết. Rồi. Rồi sau này quất hai con cũng có lý ha. Hai con mập. Cái này xanh xanh lè. Xanh. Và hiện tại bây giờ cũng xế cả nhà. Bây giờ cũng một mấy hai giờ ha. Thì anh em mình cũng hết chỗ bắn cá rồi. Thì bây giờ coi anh Vinh lãnh đổ nước ra thì kiểm tra coi được bao nhiêu con cá. Chú Hoàng có chục con á Vinh ha. Nát hết. Nói chung là bữa nay nếu mình về tới nhà là một vòng, nay mình đi một vòng cả 50 cây có cả nhà. Rồi coi được bao nhiêu con cá đây. Đó. Có lớn có nhỏ. Lớn nhỏ. Hơn 10 con chứ, mười hơn, mấy con. Hơn nhiều. Nhiều. Đây cả nhà. Cái nhà đếm thử nè. Giờ trút ra đếm cho chắc cú nè. 1. 2. Cá chung chung rồi. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 16 2, con, dữ kìa. 13. 4. 15. 16 con. Mười mấy con cả nhà. Nói chung mà đầu tiên là thấy muốn nuỗn. Rồi cuối cùng cũng được mười mấy con, mười mấy con cũng cỡ gần 3 kg à. Và thời độ video cũng dài cả nhà. Nói chung là bữa nay được 16 con cũng là rất là ok rồi. Thì mình với anh Vinh cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Cả nhà xem thấy hay cho một like, một đăng ký và nhấn chuông thông báo, mình sẽ ra những video tiếp theo cho cả nhà xem.